Năm 2014, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 36 NQTU về đẩy mạnh ứng dụng phát triển công nghệ thông tin, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế, với quan điểm ứng dụng phát triển công nghệ thông tin trong tất cả các lĩnh vực. Song, có trọng điểm, trọng tâm, ưu tiên ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính, cung cấp dịch vụ công, trước hết là trong lĩnh vực liên quan tới doanh nghiệp, người dân như giáo dục, y tế, giao thông, nông nghiệp. Nghị quyết đã xác định mục tiêu cụ thể đến năm 2020 triển khai có hiệu quả chương trình cải cách hành chính gắn kết chặt chẽ với việc xây dựng chính phủ điện tử và cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ cao và trong nhiều lĩnh vực. Cụ thể hóa chủ trương của Đảng, năm 2015, Chính phủ đã có nghị quyết đầu tiên tập trung về chính phủ điện tử nhằm đẩy mạnh phát triển chính phủ điện tử, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn, nâng vị trí của Việt Nam về chính phủ điện tử theo xếp hạng của Liên Hợp Quốc. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều chỉ đạo về tăng cường năng lực tiếp cận với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư về phát triển chính phủ điện tử. Tới đây sẽ có những chỉ đạo mang tầm chiến lược về chuyển đổi số quốc gia trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Trong đó, tất cả các ngành nghề, các lĩnh vực đều phải hướng tới kết nối số, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và phải thay đổi không ngừng để thích nghi với môi trường số hóa. Nhờ cải cách hành chính, Việt Nam đã duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao trong nhiều năm liền. Từ một nước đang nằm trong bẫy thu nhập trung bình, Việt Nam đã vươn lên trở thành nước đứng đầu trong 29 quốc gia cùng mức thu nhập. Đã thành nền nếp nhiều năm nay, ông Vũ Đức Ngọc, bí thư phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội, luôn có thói quen đi làm sớm trước 15 phút để kiểm tra lại những công việc còn tồn đọng ngày hôm trước, trao đổi, giao tiếp với nhân viên về những việc cần giải quyết của ngày làm việc mới. Khi cần, ông lại trực tiếp xuống địa bàn, tiếp xúc với dân để nghe nguyện vọng của dân và đôi khi giải quyết công việc ngay tại cơ sở. Cách làm việc của ông Ngọc chính là phong cách làm việc chung của cán bộ lãnh đạo phường Phúc Diễn khi thay đổi tư duy từ hành chính công sang hành chính phục vụ, đặt người dân làm trung tâm trong cải cách hành chính. Nếu bây giờ chúng ta thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, đặc biệt là giải quyết các thủ tục công dân, đảm bảo đúng quy định, thời gian không gây phiền hà, sách nhiễu, nhân dân tin tưởng bộ máy nhà nước, tin tưởng đội ngũ cán bộ, thì là khi chúng ta triển khai bất kể công việc gì, nhân dân đều là đồng tình ủng hộ, đấy là điều vô cùng thuận lợi. Với mục tiêu xây dựng nền hành chính phục vụ thay vì xin cho, xem tổ chức, công dân như khách hàng thực sự, thì việc thay đổi thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ khi giao dịch hành chính với người dân được coi là nhiệm vụ trọng tâm để đổi mới lề lối làm việc, nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công. Đối với phường Phúc Diễn, để cải cách hành chính có hiệu quả là phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng mọi hình thức, mọi lúc, mọi nơi. Để cho người dân giảm bớt cái sự phiền hà, cũng như là thời gian đi lại, hầu như là khi mà có kết quả là chúng tôi đều đã trả đúng hạn cho người dân, cũng như là có những trường hợp như các cụ già, các gia đình chính sách thì chúng tôi sẽ thừa già giả kết quả cho các gia đình tại nhà. Cách làm việc trực tiếp với dân như thế này khiến người dân hài lòng, coi cán bộ như người thân trong gia đình. Tôi thấy ở như thế là trên phường, trên quận mà các bác ở trên mà quan tâm gia đình của chúng tôi, thì là đến đây thì là thăm hỏi chúng tôi, thì là các công việc các bác giúp đỡ, như thế là về giấy tờ hay là về các thức thì là các bác giúp đỡ, thì rồi tôi già tôi không đi được thì là giúp đỡ chúng tôi, và chúng tôi mà đi tự động thì chúng tôi hay quên, mà đi thì là đi bộ thì nó cũng khó khó, thì thôi thì các bác giúp đỡ chúng tôi thế này là chúng tôi thấy là rất phấn khởi. Cái thủ tục giấy tờ về đăng ký về khai sinh cho các cháu, thế là hồi xưa thì làm cái thủ tục này thì nó đi lại rất là vất vả, khi 4-5 lần chưa được, thế nhưng mà lần này là các anh các chị vào tận nhà làm cái thủ tục giấy tờ này là rất là thuận tiện cho chúng tôi, không phải đi lại nhiều, và sau đó là xong thì các anh các chị để mang đến tận nhà, chúng tôi không phải đi lại nữa. Cải cách hành chính cần phải thay đổi tư duy cán bộ, vì cán bộ là những người trực tiếp giải quyết các thủ tục hành chính và tiếp xúc trực tiếp với nhân dân. Khi tư duy cung cấp dịch vụ hành chính thay đổi từ tư duy ban phát, xin cho sang tư duy phục vụ người dân,
tức là xem người dân là đối tượng phục vụ của cán bộ công chức, là khách hàng, thì tâm thế giải quyết thủ tục hành chính của công chức sẽ khác. Trong thực tế, người dân đi mua hàng hóa đều được người bán hàng niềm nở tư vấn, thấu hiểu nhu cầu khách hàng, thì cơ quan hành chính cung cấp dịch vụ hành chính cũng phải làm được như người bán hàng, làm hài lòng những khách hàng của mình, thì coi như đã đạt được thành quả không nhỏ của cải cách. Cảnh tấp nập xếp hàng chờ giải quyết các thủ tục giấy tờ hành chính không còn nữa. Giờ đây, người dân có thể ngồi ở bất cứ nơi đâu, chỉ cần có điện thoại di động và kết nối Internet là có thể giải quyết được thủ tục hành chính. Đối với những người lựa chọn đến cơ quan nhà nước để làm việc, ngoài được sử dụng các phương tiện tiên tiến hiện đại, họ còn được hỗ trợ tận tình, được quan tâm giải quyết từ những vấn đề nhỏ nhất. Tại bộ phận một cửa thành phố Bắc Giang, cụ bà Trần Thị Bỏng đang được một cán bộ hỗ trợ kê khai thông tin cá nhân vào bản kê cấp lại thẻ căn cước công dân. Cụ Bỏng năm nay đã gần 80 tuổi, do hay nhầm lẫn khi điền thông tin nên đã được giúp đỡ tận tình. Thế là tôi mất chứng minh, thế thì đến đây để xin lại cấp lại. Thế xin giấy thì cô đưa cho giấy tờ để khai, nhưng mắt tôi thì lại không có kính, không nên viết được. Nên là nhờ chú cán bộ thì chú ấy viết hộ. Thế thì cảm tưởng của tôi thấy là các chú ấy rất là nhiệt tình để giúp đỡ những người già. Khác với cụ Bỏng, hôm nay bà Nguyễn Thị Tám, xã Tân Mỹ, thành phố Bắc Giang tới làm thủ tục cấp giấy chứng nhận sở hữu nhà đất. Chiếc tủ nho nhỏ đựng kính mắt thế này đã hỗ trợ bà Tám rất nhiều khi quên kính ở nhà. Hôm nay tôi lên đây thì tôi nhận kết quả làm biệt hóa, nhưng mà tôi quên không đem kính đi. Nhưng mà lên đến đây thì tôi nhìn vào trong cái tủ này thì bên một cửa này cũng phục vụ chu đáo, có cả bút trong tôi viết được những cái sạc điện điện thoại, rồi cái kính đeo được không thì đứng thôi, không có cái kính này chúng tôi không nhìn được chữ, thì đâm phục vụ chu đáo, đâm tôi làm được đầy đủ các thủ tục. Nỗ lực cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử không chỉ được ghi nhận ở việc làm hài lòng người dân ở các địa phương, mà ở các bộ ban ngành cũng đã có nhiều thay đổi nhằm phục vụ doanh nghiệp một cách tốt nhất. Chúng tôi cũng đã phối hợp với GDP, thế và phối hợp với Ngân hàng Thế giới và Ngân hàng ADB và các nước thì tiếp tục là chúng tôi sẽ có cái cách thay đổi vấn đề về đào tạo, thay đổi vấn đề về tuyên truyền để người dân doanh nghiệp, người ta bất cứ ở đâu người ta cũng thấy rằng cái sử dụng cái dịch vụ nó dễ, nó thân thiện và nó hiệu quả. Việc cắt giảm điều kiện kinh doanh đã giúp tiết kiệm cho xã hội, người dân và doanh nghiệp 18 triệu ngày công một năm, tương đương với 6.300 tỷ đồng một năm trong giai đoạn 2016-2020. Tính riêng năm 2020 đã cắt giảm thêm 239 điều kiện kinh doanh. Tính chung giai đoạn 2016-2020 đã cắt giảm gần 3.900 trên 6.191 điều kiện kinh doanh, 6.776 trên 9.926 danh mục hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành và 30 thủ tục hành chính liên quan đến kiểm tra chuyên ngành. Trên 1.500 mặt hàng kiểm tra chuyên ngành chồng chéo đã được xử lý. Đề án cải cách kiểm tra chuyên ngành theo hướng giao cơ quan hải quan làm đầu mối kiểm tra chuyên ngành tại cửa khẩu được khẩn trương xây dựng. Ngân hàng Thế giới WB xếp hạng môi trường kinh doanh toàn cầu giai đoạn 2016-2020 của Việt Nam tăng 20 bậc, xếp thứ 70 trên 190 quốc gia, nền kinh tế. Xếp hạng năng lực cạnh tranh toàn cầu GCI, năng lực cạnh tranh của Việt Nam tăng 10 bậc giai đoạn 2018-2019, từ 77 lên 67 trên 141 quốc gia. Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu năm 2020 của Việt Nam xếp thứ 42 trên 131 quốc gia, nền kinh tế, giữ vị trí số 1 trong nhóm 29 quốc gia cùng mức thu nhập. Việt Nam đang số hóa thành công các hoạt động thương mại. Cải cách hành chính trong thương mại điện tử đó là một cuộc cách mạng, làm thay đổi, nó lột xác hết tất cả cái hệ thống thương mại truyền thống với những cái giá trị còn tồn dư của cái kiểu quản lý cũ sang một hệ thống quản lý hiện đại thông minh dựa trên một cơ sở một hệ sinh thái đồng bộ. Mình phải có tính đón đầu. Một là phải dự báo được cái xu hướng, thứ hai nữa là phải có những cái khuôn khổ chính sách mà có độ rộng cần thiết. Và cái thứ ba nữa là phải có những công cụ quản trị hữu hiệu, đặc biệt liên quan những cái công cụ gắn với sử dụng các cái mô hình quản trị thông minh, quản trị tinh gọn,
và gắn với đó là sử dụng các cái thành tựu của cách mạng công nghiệp 4.0 và quan trọng nhất là con người nằm trong hệ thống là phải làm việc trên cơ sở cái giá trị văn hóa của thương mại kỹ thuật số, thương mại quản trị thông minh, thương mại hệ sinh thái phát triển thì mới đạt được cái hiệu quả như mong đợi. Cải cách hành chính năm 2020 tiếp tục có những dấu ấn tích cực sau một năm nỗ lực thực hiện. Chính phủ Việt Nam đang từng bước hướng tới chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số bằng cách nắm bắt những cơ hội do cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư mang lại. Về chỉ số dịch vụ công trực tuyến, năm 2014, Việt Nam chỉ đạt mức trung bình là 0,4173 điểm. Tuy nhiên, nhờ sự nỗ lực cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp và các tổ chức tăng cả về số lượng và chất lượng của các bộ, ngành, cũng như các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nên năm 2020, Việt Nam đã đạt chỉ số dịch vụ công trực tuyến ở mức cao với 0,6529 điểm. Từ ngày 9 tháng 12 năm 2019, Cổng Dịch vụ Công Quốc gia đã được đưa vào vận hành tại địa chỉ www.dịchvucong.gov.vn được kết nối tích hợp với Cổng Dịch vụ Công và hệ thống một cửa điện tử tại các bộ ngành địa phương. Đây là nơi cung cấp thông tin về thủ tục hành chính và dịch vụ công trực tuyến, hỗ trợ thực hiện, giám sát, đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến và tiếp nhận, xử lý, phản ánh, kiến nghị của cá nhân tổ chức trên toàn quốc. Cũng trong năm 2020, khi đại dịch COVID-19 đang càn quét khốc liệt trên phạm vi toàn thế giới, gây nhiều tác động tiêu cực chưa từng có tiền lệ lên nền kinh tế thế giới và Việt Nam. Trong bối cảnh đó, đòi hỏi chúng ta phải có những giải pháp để hạn chế rủi ro của dịch bệnh đối với nền kinh tế, bảo đảm tăng trưởng hợp lý, ổn định xã hội, tạo nền tảng cho tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững trong những năm tới. Vai trò và hiệu quả của chính phủ điện tử lúc này được thể hiện rõ nét. Hình thức giao dịch trực tuyến, cắt giảm tối đa những thủ tục cần thiết, tạo thuận lợi tối đa để người dân, doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh, giảm nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. Người dân đăng ký giải quyết và nhận kết quả thủ tục hành chính ngay tại nhà. Tháng 9 năm 2020, Bộ Y tế đã tổ chức lễ khánh thành 1.000 cơ sở y tế khám chữa bệnh từ xa Telehealth. Đây là sự kiện quan trọng, là một bước tiến lớn trong cải cách hành chính của ngành y tế, trong công tác chăm sóc sức khỏe toàn dân. Người dân cả nước tại bất cứ đâu đều có cơ hội tiếp cận sử dụng dịch vụ y tế chất lượng cao nhất của tuyến trên ngay tại tuyến cơ sở, hạn chế việc chuyển tuyến, quá tải, tập trung đông bệnh nhân tại tuyến trên. Thậm chí người dân ở nhà cũng có thể được các bác sĩ tuyến trên khám, hỗ trợ tư vấn, điều trị thông qua các thiết bị điện tử thông minh. Năm 2020, ngành bảo hiểm xã hội đẩy nhanh số hóa dữ liệu. Số hóa dữ liệu ngành bảo hiểm xã hội giúp các địa phương có thể rút ngắn thời gian tra cứu thông tin và rút ngắn thời gian đóng nộp bảo hiểm xã hội cho các doanh nghiệp. Bộ thủ tục hành chính của ngành bảo hiểm xã hội được cắt giảm từ 114 thủ tục xuống còn 27 thủ tục. Số giờ thực hiện thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp giảm từ 335 giờ một năm xuống còn 147 giờ. Những kết quả cải cách thủ tục hành chính này đã góp phần giảm đáng kể thời gian và chi phí đi lại nộp hồ sơ và nhận kết quả cho doanh nghiệp và người dân. Có thể nói, việc thực hiện tốt công tác cải cách hành chính trong nhiều năm qua và đặc biệt trong năm 2020 của các địa phương, tổ chức và đơn vị đã tạo nên một dấu ấn tích cực, hỗ trợ cho việc cải cách quy trình thủ tục để phục vụ cho doanh nghiệp và người dân tốt hơn, góp phần quan trọng vào thúc đẩy kinh tế xã hội của nhiều địa phương, nhiều ngành, nhiều doanh nghiệp trên cả nước. Xây dựng chính phủ điện tử, hướng tới chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số và phát triển bền vững là mục tiêu của nhiều quốc gia trên thế giới, chứ không chỉ riêng Việt Nam. Để đạt được mục tiêu này, Việt Nam cần có quyết tâm và nỗ lực của cả hệ thống chính trị, xây dựng và triển khai mô hình lãnh đạo và quản trị mới nhằm tận dụng sức mạnh và sự phát triển nhanh chóng của công nghệ số.